tôi đã gặp cô Cao Văn Thể, thì cô Cao Văn Thể nó nói cô là trưởng ban phép họ, thì cô bảo cấp giấy phép cho bác lữ sách thì không được, nhưng mà bác cứ nhớ đây, nếu có ai đến quét dày và khó khăn thì bác nên gặp tôi xuống khẩn đây, phải nhân nhờ đó mà phải tiếp tục giữ lại những sách quý. Nói nôm na đó là việc chơi sách ấy, thì nó là phải tiếp tục với người. Có người thích chơi sách khổ, có người thích chơi sách ảnh, có người thích chơi sách nước ngoài, sách nước ngoài. Tôi sang á, tôi ra bên Pháp, ra bên Anh, ra bên Đức, thì đến các ra bên Nhật, ra bên Trung Quốc, thì các nước vào những các cái công việc, cái thì mình cũng học hỏi được rất nhiều, và thấy rằng là người đọc cái sách tôi sang mà, như là khi mà mình đi vào các người lấy sách này và họ cũng người họ đi gọi là để giới thiệu nên trực tiếp là họ bảo vệ này, để nói luôn là sách cổ hiếm, bây giờ ta nói là hiếm thì càng phải làm sao mà giữ gìn được, mà nhất là ta nhé sách mà để không có ai đọc khó cái chỗ đó, sách thì phải phổ biến trong nhiều người đọc, mà càng nhiều người đọc càng tốt, nhưng mà đằng này á, ở nước mình á thì có nhiều khi vì cái tình trạng mất sách đó, thì tôi phải nói rằng là sách là một cái tài liệu rất quý, truyền qua bao nhiêu đời, phải có sách cổ, sách chữ nôm, sách chữ nôm thì bây giờ ai đọc đó. Thế nhưng mà nó rất quý. Tôi sang bên Trung Quốc có bản kiều nôm cổ thì bằng ngoài kiều cổ nằm ở Trung Quốc, thì cô lại nói là xuất phát từ Trung Quốc, thì mình sâu xa sang đây Trung Quốc gặp quyển truyện kiều đem về diễn nôm ra cung ứng và ta tiếng Việt, thế thì đó cũng là từ ở bên Trung Quốc và bây giờ cũng là ở bên Trung Quốc các bạn đã được giữ rồi. Đây là tôi nói là sách vở thì chưa bị thế đó. Bây giờ nhiều quá, vấn đề quả nó khó để kể. Các con cũng chia sẻ những cái kinh nghiệm về vấn đề cho quyển sách và cách dùng sách, mà cách chúng ta muốn dùng sách. Thì xin hỏi có cái vị nào có câu hỏi nào không cho tác giả? Tôi nhận thấy ở trong văn phòng này.